Wow, cà phê. Cà phê. Coi qua đây. Waiter. Xin kính mời biết hết. Được rồi, cho tôi menu nha. Thank you. Pizza please. Pizza. Đợi món sẽ hơi lâu đấy. Em biết khách hãy chơi cái này cho đỡ buồn nhé. Thank you. Có phải em bé đâu mà. Có ngon không ạ? Dở quá rồi thôi. Quý khách có dùng cơm không? Cho tôi ăn món hàng đi nào. Làm cơm thôi nào. Tôm đang ở chế độ lâu. Món này chắc ngon nè. Xin mời dùng mà. Nhìn được nhỉ? Ăn thử ngủ xem nào. Dessert. Ok. Trổ tài thôi nào. Phần quét mơ.
không dám ăn luôn hả? Vị thế nào? Ngon phải không? No, that's not. No. Thôi không bán nữa đâu. Không phải đâu, do ăn một mình nên không có ngon. Ăn cùng đi. Together, together. À, vì ăn một mình nên không thấy ngon à. Ăn nhanh thôi nào. Ok, tôi sẽ dọn lên ngay. Wow, thức ăn đến rồi. Trời ơi, chắc ngon lắm đây. Wow, cùng ăn thôi. À, ăn đi. Wow, cùng ngon vui vẻ nhìn khắp ba đi. Vậy lần sau chúng ta lại gặp nhau nhé. Xin chào. Ngon ghê luôn. Ông chú ơi, dậy thôi. Ngủ ngon quá. Phải sau đây một lát mới được. Gương ơi, mở ra. Người đẹp nhất chính là công chúa Conan. Ta là công chúa đấy. Cái gì? Công chúa Conan á? Chú Tô Chi ơi, cháu có đẹp không? Không, chẳng đẹp chút nào. Wow.
Cái này không được rồi. Tôi định là cái này đi. Futoshi ơi, cháu đẹp đúng không? Đẹp. Chú bắt đầu có con mắt nhìn rồi đấy. Cháu ra ngoài chơi gì đây? Cháu định cứ như thế ra đường á?